bắt đầu từ khoảng cuối quý 3 thì một vài cổ phiếu phân bón đã thể hiện sự bứt phá vượt trội hơn viên index sau 3 quý đầu năm mờ nhạt. Cụ thể thì kể từ ngày 26 tháng 9 cho tới 16 tháng 10, đạm Cà Mau và viên index đã có diễn biến trái chiều nhau. Khi mà viên index giảm gần 5% thì trong giai đoạn đó, đạm Cà Mau đã bứt phá với mức tăng gần 20%. Tuy nhiên, ngay sau đó, tính đến hết phiên 30 tháng 10 vừa qua thì đạm Cà Mau đã liên tục lao dốc với mức giảm gần 30%. Điều gì đang xảy ra với đạm cà mau? Tất cả sẽ được tôi làm rõ trong video ngày hôm nay. Hãy like và theo dõi kênh chứng khoán PiTree để được cập nhật những thông tin đáng chú ý và những phân tích chuyên sâu về những mã cổ phiếu trên thị trường. Trước tiên để bắt đầu vào với video thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu tổng quan về đạm cà mau. Công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau được thành lập vào năm 2011, trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, viết tắt là PVN. Nhà máy đạm Cà Mau thì chính thức có sản phẩm thương mại đầu tiên vào năm 2012 với công suất thiết kế là 800.000 tấn một năm. Cho tới năm 2015 thì công ty chính thức chuyển sang hình thức công ty cổ phần và niêm yết trên sàn HOSE. PVN chính là cổ đông lớn nhất của đạm Cà Mau khi nắm quyền chi phối 75,6% cổ phần. Đứng thứ hai với tỷ lệ nắm giữ là 8,5% cổ phần là công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư tài chính dầu khí. Theo như lộ trình thoái vốn giai đoạn 2018-2020, PVN cho biết chỉ còn nắm 51% cổ phần tại Đạm Cà Mau. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có phương án thoái vốn cụ thể từ phía PVN. Chúng ta có thể thấy sản phẩm đầu ra của Đạm Cà Mau được chia làm 3 loại chính. Đóng góp tỷ trọng lớn nhất khi chiếm gần 76% cơ cấu doanh thu của Đạm Cà Mau là phân ure Đứng thứ hai là phân NPK khi đóng góp vào 7,6% doanh thu. Thứ ba là các hợp chất như là CO2, amoniac lỏng thì đóng góp một tỷ trọng nhỏ chỉ khoảng 4,6% doanh thu. Và còn lại là các sản phẩm kinh doanh thương mại như là phân kali, SA, phân đáp chiếm tỷ trọng 12%. Đối với sản phẩm chủ lực là ure cà mau, nguyên liệu đầu vào chính là khí thiên nhiên. Đạm cà mau tạo ra phân ure bằng cách xử lý và tổng hợp khí NH3 từ nguồn khí thiên nhiên sau đó thì cho phản ứng với CO2 ở nhiệt độ và áp suất cao. Khí thiên nhiên được đạm Cà Mau lấy từ mỏ khí PM3 CA cái nước thuộc vùng trồng lấn giữa Việt Nam và Malaysia. Do vậy mà tỷ lệ khí cung cấp cho đạm Cà Mau bao gồm 90% nguồn khí thuộc PVN và 10% nguồn khí thuộc Petronas của Malaysia. Khí thiên nhiên thì chiếm khoảng 50% giá vốn sản xuất phân ure và cơ chế giá bán khí cho đạm Cà Mau thì sẽ được quyết định bởi PVN. Quý vị hãy lưu ý chi tiết này bởi vì đây là một thông tin quan trọng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Đạm Cà Mau mà tôi sẽ phân tích ở phần sau. Đầu ra của Đạm Cà Mau thuộc loại phân ure hạt đục, chủ yếu được phân phối tại Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và một phần thì sẽ được mang đi xuất khẩu ở các nước châu Á và cụ thể ở đây là thị trường Campuchia. Còn với mảng phân NPK thì Đạm Cà Mau sản xuất bằng công nghệ ure hóa lỏng, tức là sử dụng phân ure hạt đục tự sản xuất là nguyên liệu và nguyên liệu còn lại là phân DAP và kali mua ngoài hoặc nhập khẩu. Qua những thông tin trên thì quý vị đã có thể nhận ra mảng URE chính là chủ lực của đạm Cà Mau. Vì vậy ở phần sau thì tôi sẽ tập trung phân tích vào mảng URE. Trước tiên thì chúng ta cùng đến với thông tin mà được đông đảo nhà đầu tư quan tâm nhất đó là bức tranh kinh doanh của đạm Cà Mau hiện tại đang ra sao. Ngành phân bón ở Việt Nam thì là một ngành hiện đang dần bão hòa khi chi phí phân bón chỉ chiếm khoảng 25% tổng chi phí trong vụ giao trồng của người nông dân. Bên cạnh đó, thì nghề nông nước ta vốn là một nghề mà chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và chưa có chuỗi giá trị hoàn thiện. Chính vì thế mà giai đoạn trước năm 2019, tình hình kinh doanh của đạm Cà Mau có diễn biến khá khiêm tốn khi lợi nhuận chỉ có tốc độ tăng trưởng hơn 2% mỗi năm, thậm chí có năm còn âm. Bên cạnh đó thì diễn biến doanh thu của đạm Cà Mau cũng không quá tích cực. Tuy nhiên kể từ năm 2020, Lợi nhuận sau thuế của Đạm Cá Mau bất ngờ tăng vọt lên 55,1% và tốc độ tăng trưởng đạt đỉnh vào năm 2021 là hơn 175%. Xét trên số tuyệt đối thì năm 2022 là năm mà Đạm Cà Mau ghi nhận kết quả kinh doanh đột phá trong chuỗi 10 năm trở lại đây, khi doanh thu đạt đỉnh với con số gần 16.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau 3 năm bứt phá thì đà tăng trưởng của Đạm Cà Mau bắt đầu chững lại kể từ năm 2023, khi mà kết quả kinh doanh của 3 quý đầu năm khá tiêu cực khi so sánh với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt là kết quả kinh doanh quý 3 của Đạm Cá Mau thì thật sự không khả quan. Theo dõi trong số liệu sau thì quý vị có thể thấy rằng doanh thu 9 tháng đầu năm của Đạm Cá Mau giảm hơn 21% và lợi nhuận sau thuế 9 tháng giảm mạnh hơn 81% so với cùng kỳ năm trước. Điều đáng nói chính là biên lợi nhuận của Đạm Cá Mau đã có một sự lao dốc không phanh. Sau khi đạt đỉnh vào quý 1 năm 2022 thì biên lợi nhuận ngộp của Đạm Cá Mau giảm chỉ còn 5,9% trong quý 3 2023 và biên lợi nhuận sau thuế thì chỉ còn hơn 2%. Đây là mức tỷ suất lợi nhuận thấp nhất kể từ quý 3 năm 2019 của doanh nghiệp này. Chính vì kết quả kinh doanh suy yếu đã khiến cho cổ phiếu bị bán mạnh và giá cổ phiếu thì lao dốc kể từ sau ngày 16 tháng 10. Vậy thì điều gì đang xảy ra với đạm cá mau? Tôi sẽ làm rõ ngay sau đây. Như tôi đã nói ở phần giới thiệu thì sản phẩm chính của đạm cá mau là phân ure hạt đục. Bên cạnh việc đóng góp chính vào doanh thu thì mảng phân ure đem về nhiều tiền nhất cho đạm cá mau với tỷ lệ đóng góp hơn 94% vào cơ cấu lợi nhuận gộp. Cùng với đó, thì ure cũng là mảng có hiệu quả kinh doanh tốt nhất khi biên lợi nhuận gộp của phân ure đạt 44,8% vào năm 2022. So sánh với mức nền năm 2021, thì biên lợi nhuận gộp của mảng ure đã tăng mạnh từ mức 32,8% năm 2021 lên mức gần 45% vào năm 2022. Như vậy có thể thấy rằng, với tỷ trọng đóng góp lớn nhất vào hoạt động kinh doanh của đạm cà mau thì mọi diễn biến của giá khí đầu vào và giá bán phân ure đầu ra đều ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Chi phí nguyên liệu đầu vào chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu chi phí sản xuất của đạm Cà Mau với tỷ trọng khoảng 64% tổng chi phí sản xuất năm 2022. Trong đó thì chủ yếu là khí thiên nhiên dùng để sản xuất ure được quyết định bởi PVN. Chi phí này thì thường sẽ biến động dựa theo thay đổi cơ chế giá khí của PVN giai đoạn 2020-2026, nguồn cung cấp khí đầu vào của đạm Cà Mau được lấy từ 10% của Petronas Malaysia và 90% từ PVN. Như vậy là chi phí đầu vào của đạm Cà Mau thì sẽ bị biến động bởi cả hai yếu tố là giá dầu FO và giá dầu thô Brent. Ở đây thì tôi sẽ giải thích rõ hơn một chút. Giá dầu FO là giá dầu nhiên liệu trung bình hàng tháng trên sàn giao dịch Singapore. Chi tiết thì quý vị có thể thấy như trên hình. Nhìn vào diễn biến tương quan giữa giá dầu và chi phí nguyên vật liệu của đạm Cà Mau, quý vị có thể thấy Giá khí là yếu tố chính khiến cho chi phí nguyên vật liệu biến động theo giá dầu thế giới. Vì vậy, trong điều kiện giá dầu tăng lên sẽ khiến cho giá khí nguyên vật liệu của đạm Cà Mau tăng sẽ là yếu tố đầu tiên gây bất lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Còn yếu tố thứ hai đến từ giá bán ure đầu ra. Trước tiên thì tôi sẽ nói qua một chút về sự khác biệt trong công nghệ sản xuất của đạm Cà Mau với các doanh nghiệp đạm khác. Ở Việt Nam hiện tại có 4 doanh nghiệp phân bón tập trung vào sản xuất phân ure, đó là đạm Cà Mau, đạm Phú Mỹ, đạm Hà Bắc và đạm Ninh Bình với tổng sản lượng cung cấp được khoảng 2,2 cho tới 2,5 triệu tấn ure một năm. Trong đó, xét theo sản lượng thì đạm Cà Mau và đạm Phú Mỹ lần lượt là hai doanh nghiệp chiếm thị phần lớn nhất trong mạng ure với 37 và 35%. Trong bốn nhà máy đạm ure thì đạm Cà Mau và đạm Phú Mỹ cùng sử dụng một phương pháp sản xuất tổng hợp NH3 từ khí thiên nhiên nên hai nhà máy này còn được gọi là nhà máy đạm khí. Còn với đạm Hà Bắc và đạm Ninh Bình là hai nhà máy đạm than với công nghệ sử dụng than đầu vào thì các nhà máy đạm than sẽ mất thêm một công đoạn nữa gọi là khí hóa than. Do vậy mà các nhà máy sản xuất đạm từ khí sẽ có được lợi thế cạnh tranh hơn về chi phí sản xuất cũng như là giá thành khi so sánh với nhà máy đạm than. Để so sánh năng lực cạnh tranh của các nhà máy đạm thì tôi sẽ làm một video riêng. Còn phần tiếp theo đây thì tôi sẽ lý giải tại sao mà kết quả kinh doanh năm 2022 của đạm Cà Mau lại tốt như thế. Giá ure tại các thị trường chính đã có xu hướng tăng mạnh bắt đầu từ khoảng giữa quý 2 năm 2021 và kéo dài đến hết quý 1 năm 2022. Theo tình hình đó thì năm 2022, giá ure đã thiết lập được mặt bằng giá mới cao hơn gấp 2 cho tới 3 lần so với mặt bằng chung năm 2019 2020. Chính điều này đã giúp cho biên lợi nhuận của đạm Cà Mau cải thiện theo một xu hướng tăng từ năm 2019, từ mức biên gộp năm 2019 đạt 13,6% lên 35,8% vào năm 2022. Có thể thấy rằng biên gộp của đạm Cà Mau có tương quan khá chặt chẽ với giá ure và thường có độ trễ khoảng 2,5 tháng. Chính vì vậy mà từ quý 1 năm 2021 cho tới quý 1 năm 2022, biên ngục của đạm Cà Mau đã tăng từ mức 14,3% lên 48,5%, nhờ vào giá ure đã tăng hơn 2 lần trong giai đoạn đó. Sau khi giá ure tạo đỉnh vào quý 4 2021, thì biên ngục của đạm Cà Mau cũng đã tạo đỉnh và sau đó một quý, tức là quý 1 2022. Sau giai đoạn tăng mạnh, thì giá ure đã rơi vào xu hướng giảm dài hạn cho đến tận cuối tháng 9 mới bắt đầu có dấu hiệu phục hồi trở lại. Nhìn chung vào mặt bằng giá ure trung bình thì tuy là có sự hồi phục nhưng vẫn thấp hơn 10% so với đầu năm và thấp hơn gần 40% so với quý 3 năm 2022. Nên biên lợi nhuận của Đạm Cà Mau trong quý 3 năm nay vẫn chưa thấy điểm sáng, giống như là kết quả kinh doanh vừa được công bố. Động lực lớn nhất cho doanh nghiệp lúc này đó là đầu tháng 9 vừa qua, Trung Quốc là nước sản xuất và tiêu thụ ure hàng đầu thế giới đã yêu cầu một số công ty sản xuất phân bón dừng xuất khẩu mặt hàng này sau khi giá trong nước tăng vọt. Một số nhà sản xuất phân bón lớn của nước này thì đã ngừng ký hợp đồng xuất khẩu mới từ đầu tháng 9 theo yêu cầu của chính phủ. Động thái này của Trung Quốc đã khiến giá phân trên thế giới và tại thị trường Việt Nam biến động mạnh. Cùng diễn biến đó thì tại thị trường trong nước, giữa tháng 9 vừa qua thì Đạm Cà Mau thông báo tăng giá ure tại nhà máy lên mức 11.200 đồng một cân và các kho trung chuyển miền Tây, miền Trung cũng đã tăng lên mức 11.300 cho tới 11.350 đồng một cân. Mức giá này so với một tháng trước đó thì đã tăng hơn 10%. Như vậy là với chính diễn biến của thị trường URE thì đã thúc đẩy dòng tiền quay trở lại với cổ phiếu đạm Cà Mau kể từ cuối tháng 9. Vừa rồi là những thông tin về cổ phiếu đạm Cà Mau trong 3 quý đầu năm. Vậy thì chúng ta đang chờ đợi điều gì ở quý 4 cũng như là năm 2024 của đạm Cà Mau? Mặc dù kết quả kinh doanh quý 3 của đạm Cà Mau không mấy khả quan, tuy nhiên chúng ta đều đang nhìn thấy tín hiệu hồi phục trở lại của giá URE Bên cạnh đó thì một yếu tố nữa thúc đẩy nhu cầu phân bón cuối năm đó là nước ta bước vào canh tác vụ mùa đông xuân là vụ gieo trồng lớn nhất trong năm. Nhìn vào biến động doanh thu hàng quý thì có thể nhận thấy rằng xu hướng mùa vụ đang phản ánh rất rõ vào kết quả kinh doanh của Đạm Cà Mau. Bởi vì trong quý 4 hàng năm luôn là quý mà Đạm Cà Mau đạt kết quả kinh doanh tốt nhất do trùng khớp với vụ giao mùa đông xuân. Về mặt dài hạn hơn thì theo tôi biên lợi nhuận của Đạm Cà Mau dự kiến sẽ cải thiện kể từ năm 2024. Và đây là lý do chính Hàng năm thì Đạm Cà Mau sử dụng chính sách khấu hao đường thẳng cho nhà máy URE trong vòng 12 năm với chi phí khấu hao mỗi năm được trích dao động khoảng 1.300 tỷ đồng. Tính trên doanh thu thuần thì chi phí khấu hao của Đạm Cà Mau cao hơn nhiều so với Đạm Phú Mỹ và ảnh hưởng tới biên lợi nhuận ngộp của doanh nghiệp này. Đến hết quý 3 năm nay thì Đạm Cà Mau đã trích khấu hao 1.024 tỷ. Nếu theo như dự kiến thì tới quý 4 doanh nghiệp sẽ hoàn tất trích khấu hao của nhà máy URE Đạm Cà Mau. Như vậy, với những phân tích ở trên thì tôi cho rằng quý 3 thì thường là thời điểm mà các doanh nghiệp phân bón gặp khó khăn nhất trong chu kỳ kinh doanh do yếu tố mùa vụ. Và với riêng mảng phân ure thì giá phân bón đã suy giảm trong một thời gian khá là dài và bắt đầu có những tín hiệu phục hồi trở lại. Tuy nhiên, như tôi đã đề cập ở phần trước, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp thường có độ trễ so với giá phân ure vì vậy là doanh nghiệp chưa thể tăng giá bán ngay vì còn phụ thuộc khá nhiều vào nhu cầu nội địa. Sự lao dốc của cổ phiếu trong thời gian qua phần nào đã phản ánh được những khó khăn của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thì kết quả kinh doanh quý 4 dự kiến sẽ được khởi sắc nhờ vào yếu tố vụ mùa đông xuân. Theo tôi, về dài hạn thì động lực lớn nhất để cho cổ phiếu đạm Cà Mau có thể tăng trưởng trong thời gian tới nằm ở việc là nhà máy đạm Cà Mau sẽ hoàn tất chích khấu hao vào năm 2023 sẽ thúc đẩy cho lợi nhuận của doanh nghiệp này trong năm 2024. Đây cũng chính là điều mà nhà đầu tư cần lưu ý khi theo dõi cổ phiếu DCM. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo đừng quên theo dõi kênh youtube của chứng khoán Chi để cập nhật thông tin mới nhất nhanh nhất về kinh tế và thị trường chứng khoán nhé